Sát linh thoát ra ngoài, vô số sát linh bay lên, từ từ chui vào cơ thể của con người. Đây là một bộ phim mới của năm 2022 đồn cảnh sát ma ám. Một ông lão đang đào vàng, chính vào lúc ông ấy đào một cái hố, mặt trời trên bầu trời cũng bị che khuất hoàn toàn. Ông lão tò mò nhìn chiếc hố trước mặt, đột nhiên một làn khói đen từ trong chiếc hố bay ra và xâm nhập vào cơ thể ông. Ông lão không ngừng co giật, ngoài ra còn một dấu ấn vòng tròn trước ngực. Một tháng sau, cảnh sát trưởng Roy đón con gái và vị hôn phu của cô ấy ở nhà ga, nhưng lại gặp một đám cướp, mặc dù Roy đã dùng một phát súng xử đai tên thủ lĩnh tại chỗ. Đáng tiếc hai đánh một không chột cũng què, tiếp đó bị một tên ẩn nấp sẵn hạ một phát súng. Sau đó cùng với một cuộc dịch chuyển thời gian, ông đã đăng xuất khỏi thế giới. Người phụ nữ trước mặt có thể giúp ông sống lại, có điều ông sẽ trở thành thám tử ở RIPD, giúp cảnh sát diệt trừ ác linh. Vào nhật thực toàn phần một tháng trước, một sự phá vỡ không gian xảy ra ở đâu đó trong một khu vực khai thác cũ. Bọn họ nghi ngờ sát linh đã ra ngoài, bởi vì Roy là cảnh sát trưởng ở đó, vì thế ông sẽ quen địa hình hơn, có thể rất nhanh sẽ tìm được nối vào đường hầm đó. Vì để gặp lại con gái, Roy đồng ý trở thành thám tử ở RIPD, chọn lấy một khẩu súng, trên ngực của ông cũng có ký hiệu cảnh sát ở RIPD. Sau đó được dịch chuyển đưa trở lại về trái đất, Roy hít thở không khí quê hương của mình. Roy đã gặp cộng sự của mình là Julia. Julia nói bản thân đã mất được hơn 400 năm rồi. Roy về tới nhà của mình, ở ngoài cửa lén nhìn con gái, nhưng lại bị Julia kéo đi, bởi vì bây giờ ông không còn là Roy của trước kia nữa. Mọi người đều đã nghĩ Roy không còn sống trên đời, còn lập bia mộ cho ông. Ở trước mộ của Roy, ông thấy người bạn thời thơ ấu của mình cũng tới đây thăm ông. Từ chỗ của người bạn, hai người biết được thông tin của năm tên cướp đã sát hại Roy, đã bắt rất nhiều người ở trạm xe đi, trong đó còn có cả vị hôn phu của con gái Roy. Sau đó, năm tên cướp đã tới cướp ngân hàng, ba tên bị cảnh sát bắt được, muốn tống cổ chúng vào tù. Bất chấp sự phản đối của Julia, Roy vẫn muốn giúp con gái tìm chồng sắp cưới, và cũng là vì mưa un báo thù cho bản thân. Nhớ tới ngày hôm xảy ra chuyện, ông từng bắn hẹo tên thủ lĩnh, sao lại vẫn còn có 5 người? Khi Julia nhìn thấy dấu vết trên người của người đàn ông trong lòng, cô mới nhận ra đám cướp này đã bị ác linh nhập. Nếu đã liên quan tới ác linh, Julia đương nhiên không thể đứng yên quan sát. Hai người đầu tiên đã bị đánh gục, Roy cũng leo lên nóc xe áp tải tù nhân, lại bị một cảnh sát già bắn trúng. Một cảnh sát khác bước tới kiểm tra, anh ta lại không hề thấy dấu đạn trên người Roy. Giải quyết toàn bộ đám cảnh sát, Julia lấy ra một bình nước thánh, vung vào người một tên cướp, dấu ấn trên người hắn ta lập tức xảy ra biến hóa. Ba móng vuốt đen nhô ra khỏi ngực tên cướp, hai tên bên cạnh sợ tới mức không dám phát ra một tiếng động. Lại mọc ra thêm hai cái, giống như Venom phiên bản shop, chiếc xe chỉ trong nháy mắt đã bị phá hủy. Quái vật nhảy xuống trước mặt Roy, Roy cầm lấy cây súng thánh vàng trong tay, một phát bắn trúng cơ thể quái vật, con quái vật trong nháy mắt đã tiêu tan. Hai người còn lại lao tới, một người ôm lấy chân Roy, người còn lại cướp lấy khẩu súng, nhưng lại bị Julia tiễn về trời. Roy hỏi tên cướp còn lại, những người mà bọn họ bắt ở trạm xe đang ở đâu? Anh chàng này vẫn cứng miệng. Julia nhỏ một giọt nước thánh, cơ thể người đàn ông bỗng nóng lên, dấu ấn cũng bắt đầu phát tác, quái vật màu đen cũng thắt ra khỏi lồng ngực. Julia dùng cây thánh giá khống chế quái vật, người đàn ông lúc này mới nói ra sự thật. Một người đàn ông tên là Hay đã khiến cho bọn họ có dấu ấn, bọn họ chỉ có thể nghe theo lệnh hắn ta. Bọn họ bắt được người đều sẽ nhốt ở một thị trấn, dường như có một kế hoạch lớn nào đó. Lúc này ở trong một căn phòng nhỏ, Hay cũng nói ra kế hoạch của hắn. Hắn ta là một trong ba ác linh siêu mạnh, cho tới khi nhật thực xuất hiện sẽ thoát khỏi địa ngục. Đêm nay mặt trăng sẽ biến thành trăng máu, lối vào thông đạo cũng trở nên càng yếu hơn, vì thế mà hắn ta càng cần nhiều người hơn, đem các vết nứt mở ra lớn hơn nữa. Hay có chút không hài lòng với tên cầm đầu nhóm cướp, đợt bắt người lần này có chút hơi ít. Ông ta dùng tay đâm vào ngực của tên cầm đầu, lấy ra một ác linh, mở mắt ra nào. Tiếp đó ông ta bắn đai ác linh, ông ta vậy mà cũng có một khẩu súng thánh. Chuyển cảnh, hai người kéo theo tên cướp đi về phía thị trấn. Lúc hai người đang vừa cười vừa nói, nhưng thỉnh thoảng lại cho tên cướp ăn vài phát đạn. Bởi vì vũ khí bình thường, tên cướp sẽ không thể đai được, nhưng trên đường đi không ít lần bị hành hạ. Trên trời trăng đang ngày càng đỏ, khi mặt trời chuyển sang tối, mặt trăng biến thành màu đỏ máu, cánh cửa địa ngục đang dần được mở ra, mấy người cũng đã tới được thị trấn. Thị trấn rất vắng vẻ, không những thế mấy người ở đây cũng ho liên tục. Đi vào một khách sạn, ông chủ cũng đưa cho mấy người phòng tiêu chuẩn, một người phụ nữ đưa họ vào phòng, nhưng cho tới tối, ông chủ vậy mà lại đang giao dịch với Hay. Ông chủ đã chuẩn bị cho Hay rất nhiều sẻng, ông chủ khách sạn vẫn không ngừng ho. Ông ta chỉ muốn một chiếc mặt nạ phòng độc, bởi vì toàn bộ thị trấn đã bị ô nhiễm bởi khí độc. Hay cũng bảo ông chủ khách sạn tham gia cùng bọn họ, như vậy sẽ không sợ khí độc ở trong không khí nữa. Ông chủ khách sạn nói tối nay có 3 vị khách tới đây ở, ông sẽ giúp Hay bắt 3 người này. Đáng tiếc là Onok chủ khách sạn vẫn bị nhốt ở trên xe. Mặt trăng ngày càng đỏ, ông chủ khách sạn đã hết giá trị lợi dụng,
bây giờ ông ta chỉ là một miếng mồi. Tiếng kêu cứu của ông chủ đã thu hút đám người của Roy. Anh ta nói với hai người cả thị trấn đã bị nhiễm khí độc. Anh ta còn nghe nói bọn họ muốn mở cánh cửa gì đó. Bọn họ bắt đường cũng chính là để đưa lên đỉnh núi. Thấy cũng đã tìm được tung tích của ác linh, Roy bị ai đó ở phía sau lén tấn công. Mấy người lao vào trận chiến. Một trận chiến khốc liệt xảy ra. Hai thám tử của thế giới RIPD bị cả nhóm người tấn công. Người phụ nữ ban sáng mang cà phê cho ông chủ, vô tình phát hiện ông chủ đang cấu kết với Hay. Bà đã cởi trói cho tên cướp, còn bảo tên cướp mau chóng rời khỏi đây. Tên cướp vốn đã không muốn xuống địa ngục, anh cũng đã tìm mặt nạ phòng độc cho người phụ nữ, cũng bảo bà hãy nhanh chóng rời khỏi đây, anh còn có việc khác phải làm. Roy và Julia cũng bị nhốt vào lồng, bị nhốt cùng với đám người mà Hay đã bắt được. Nhân lúc họ đưa người mới vào, một người đàn ông xông ra khỏi lồng, đánh nhau với bảo vệ. Có điều hai đánh một không chột cũng què, tại một lần nữa bị bắt lại. Roy nhận ra anh ấy, đó chính là chồng chưa cưới của con gái, Angus. Xin lỗi, cô quen tôi sao? Đương nhiên rồi, con rể. Roy khẳng định anh là con rể của mình. Vốn cho rằng anh có chút nhút nhát, hôm nay lại thấy anh chàng có chút dũng cảm. Ông rất vui vì con gái mình đã chọn đúng người. Ông đã gửi lời chúc phúc tới hai người. Cho tới nửa đêm, lối vào lúc này đang ngày càng yếu dần. Đã đến lúc Hay bắt đầu mở lối thông đạo. Hắn ta thả tất cả mọi người ra, duy nhất không thả Roy và Julia, bởi vì nữ thuộc hạ của hắn đã nhận ra Julia. Nữ thuộc hạ vậy mà là người cùng thời đại với Julia. Súng thánh cũng là do nữ thuộc hạ của hắn trộm về. Mà Hay đã mở được cánh cửa địa ngục, hắn ta sẽ thống lĩnh 10 tầng địa ngục. Roy và Julia sẽ được đưa tới xử trong đai trong địa ngục. Dưới sự nỗ lực của đám đông, cánh cửa địa ngục cuối cùng cũng được mở ra. Vô số ác linh bay ra khỏi đó, chui vào cơ thể của con người. Trên ngực của họ cũng xuất hiện ấn ký. Cả bọn họ đều biến hóa thành ác linh. Lúc này tên cướp ban nãy cũng tới được đây. Anh ta thuận tay lấy được khẩu súng thánh của Roy, tưởng rằng sẽ nổ súng bắn đai Roy để chút giận. Kết quả là anh ta lại xử đai tên lính canh. Julia cũng nhân cơ hội dùng kiếm thánh xử một tên lính canh khác. Hóa ra anh ta không muốn xuống địa ngục, anh ta hy vọng cục yên nghỉ sẽ cho anh ta một cơ hội. Julia cũng nói ra thân thế của mình. Hơn 400 năm trước, trong cuộc vây hãm Olan, trước khi qua đời cô đã tìm thấy nước mắt của thánh nữ. Bây giờ muốn đóng được cửa địa ngục, cũng chỉ còn cách dùng tới thứ đó để phá hủy cánh cửa địa ngục. Nhưng Julia lúc đó đã bị lửa thiêu qua đời, vì thế cô không thể đối diện với lửa. Nhiệm vụ này chỉ có Roy mới hoàn thành được. Roy để lại nước mắt thánh nữ, bảo Julia hãy bước ra khỏi ác mộng. Tên cướp đưa Roy đi gặp Hay. Mặc dù không thể tiêu diệt được Hay, có điều cũng tiêu diệt được rất nhiều ác linh. Nhìn thấy Roy sắp bị gã to xác đẩy xuống địa ngục, Julia cuối cùng cũng xuất hiện. Cô vượt qua nỗi sợ hãi khi đối mặt với ngọn lửa, đem nước mắt của thánh nữ đổ vào đường thông đạo, cũng đã được cứu Roy. Tất cả ác linh cũng đã bị hút vào đường thông đạo. Cánh cửa địa ngục cũng đã đóng lại, nhưng nó chưa kết thúc. Hay cũng hiện ra chân thân của ác linh. Vô số ác linh vây quanh người của hắn ta, súng thánh cũng không có tác dụng với hắn. Hai người đã hoàn toàn bị Hay nắm trong tay, ác linh cũng bắt đầu hút đi linh hồn của họ. Julia đã vùng vẫy để lấy ra cây thánh giá, mới cứu thoát được Roy, nhưng bản thân lại không còn lực phản kháng. Roy cầm lấy nước mắt của thánh nữ, đem số còn lại đổ vào trong súng thánh. Một phát súng bắn trúng Hay, ba tên cầm đầu ác linh ở địa ngục trong nháy mắt đã bị tiêu diệt. Cuộc khủng hoảng cuối cùng đã kết thúc, thị trấn lúc này đã trở lại bình thường. Con gái của Roy cũng đã tổ chức đám cưới với Angus. Người cha già trước khi rời đi đã ôm lấy con gái. Mặc dù cô con gái không nhận ra Roy, nhưng cô vẫn cảm thấy người này có cảm giác rất quen thuộc. Cô con gái cũng đã có được hạnh phúc. Roy cũng rời khỏi đây. Anh sẽ tiếp tục diệt trừ tà ma với vai trò cảnh sát thám tử trong thế giới RIPD. Bộ phim này là nói về phần tiếp theo. Nó trông giống như một phần ngoại truyện hơn. Đây là bộ phim cũng được gọi là đáng xem nha quý vị. Dường như Roy, xem ra ông vẫn sẽ một thân một mình đi diệt ác ma hơn 100 năm mới có thể ra được phần tiếp theo của bộ phim.